Vâng, ngày hôm nay showroom xe đam mê lại tiếp tục mang đến cho các anh chị chúng ta tham khảo với một mẫu xe gầm cao 7 chỗ rộng rãi, tiện nghi, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng và form dáng thiết kế cũng rất đẹp mắt, đến từ thương hiệu Kia Hàn Quốc. Thì trước mặt các anh chị ngày hôm nay thì bên em đang có ở đây đó là một chiếc Kia Sorento màu vàng cát sản xuất năm 2018 bản full. Tất cả tình trạng của chiếc xe thì showroom bên em cam kết với các anh chị là không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ để các anh chị ta có thể dễ dàng sang tên chính chủ trong vòng một lốt nhạc. Vậy thì thật tuyệt vời khi mà ngày hôm nay chúng ta có một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, tiện nghi, nhiều công nghệ mà để có thể sở hữu cho mình chiếc xe này thì với một cái tầm tiền nó khoảng hơn 500 triệu một chút thôi là các bác đã có thể sở hữu cho mình được chiếc xe mà rất rộng rãi để có thể là đưa cả gia đình đi chơi Tết trong dịp Nguyên đán sắp tới. Vậy thì chất lượng chi tiết xe liệu nó xứng đáng để các anh chị chúng ta bỏ tiền ra sở hữu ngày hôm nay không? Thì ngay bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng showroom xe đam mê dành phút để theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc Kia Sorento 2018 bản full này các chị nhá. Thì đầu tiên thì các bác có thể đi ngay giúp em ở phần đầu xe. Thì các bác có thể thấy là chiếc xe ở cái thế hệ này thì Sorento cũng có một cái thiết kế cũng khá đẹp mắt. Hệ thống đèn pha thì các bác có thể nhìn giúp em nhá. Nó được trang bị giải đèn LED định vị ban ngày, bóng đèn bi projector. Và đây theo thời gian thì các anh chị nhìn giúp em này, đèn pha của nó và cái chóa đèn nó vẫn còn trong suốt như pha lê. Và kể cả những cái đường viền xung quanh mép đèn này các bác nhìn này, nó không có một tí khe hở luôn nhé. Bản full kịch thì chúng ta sẽ có rửa đèn pha này. Đấy, đèn gầm thì chúng ta có kết hợp bóng đèn halogen và có cảm biến cảnh báo va chạm ở phía trước và mặt ca lăng hình mũi hổ đặc trưng của thương hiệu Kia nhé. Đây ạ, rất là ok luôn. Màu vàng cát thì có lẽ là hợp với bác Bình Thổ. Và xe thì đang mang biển Hải Phòng. Con này là một chủ duy nhất từ đầu. Thì cái này thì bên em sẽ giữ biển và để cho anh chị nào chúng ta mua thì các bác vẫn có kịp để đi Tết. Đấy, sau Tết thì chúng ta có thể là bên em hỗ trợ rút hồ sơ để cho anh chúng ta vào tên chính chủ nhá. Còn bây giờ thì nếu mà rút hồ sơ thì nó sẽ không kịp đâu. Vậy thì tiếp tục đi về bên đây thì các bác có thể nhìn cho em là cái hệ thống đèn pha bên phía lái này. Đấy, nó cũng còn rất là chất lượng nhá, với giải đèn LED định vị ban ngày sắc sảo, kết hợp với bóng đèn bi siêu sáng bên trong, có rửa đèn pha và đương nhiên là có cảm biến cảnh báo va chạm. Nhưng các anh chị chúng ta nhìn cho em này, con này người ta đi rất là giữ gìn, thì các bác nhìn đường mép này, không một tí khe hở và luôn và nó đều phẳng thấp tắp như này. Điều đó chứng tỏ xe không đâm đụng, không va chạm, được chưa ạ? Xe được trang bị la răng phay đa chấu này. Và các bác nhìn là chủ nhân cũ người ta đi cũng rất là giữ gìn, đúng không ạ? Lốp thì cả dàn lốp mới tinh nhá. Con này của em thì mới lăn bánh hơn 8 vạn, 8 vạn 1 chuẩn. Đấy, và các anh chị nhìn xe nó chạy ít này. Đấy, đây là cụ vanh bên trong nó vẫn còn trắng phao phao. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có xi nhan tích hợp trên gương, bậc cửa lên xuống, tay nắm cửa mạ chrome và có cảm biến khóa mở ở hai cửa trước. Đấy, và các bác thấy là khi mà nhìn ngang như này chúng ta có một chiếc xe khá là rộng rãi, đúng không ạ? Nếu mà so với kích thước thì chiếc xe này nó sẽ nhỉnh hơn đôi chút so với một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Hàn khác, đó là Santa Fe cùng đời các bác nhé. Vậy thì tiếp tục đi về đuôi phía sau thì các anh chị có thể ngắm chọn giúp em. Chúng ta có đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao và đặc biệt là cái phần đèn hậu phía sau thì các bác có thể thấy này, nó được trang bị là full LED và với những viền đèn LED to bản và cực kỳ là rực rỡ và rất nổi bật nhá. Và em quay gần này để cho anh chị chúng ta thể thấy là cái chất lượng. Đấy, cái đèn của nó này không một tí xước sát, không một tí ố bẩn hay là bị mốc bên trong, kể cả phần đèn phanh bên dưới này đó, rất ok luôn, đúng không ạ? Gạt mưa cho kính phía sau này, có cam lùi và cảm biến cảnh báo va chạm nhá. Lipo thể thao đó, rất ok. Và em mở luôn cho các anh chị chúng ta quan sát cái phần cốp để các anh chị chúng ta thể thấy đây. Thì quý chị thể thấy là với chiếc xe này thì khi mà chúng ta không sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba thì các anh chị có thể gập phẳng như này và chúng ta sẽ có không gian cốp để đồ rất là rộng rãi, đúng không ạ? Và độ zin thì đây. Đấy, các bác cứ nhìn cho em từng cái vết đinh tán của nó này. Đấy, nó phải còn nguyên bản như này nhá. Đấy, chúng ta kiểm tra hai bên. Đấy, nếu mà có vết va chạm thì họ sẽ phải sơn phủ lên những vết đinh tán như này và nó sẽ bị mất đi. Đấy, nhưng đây các vết đinh tán nó còn nguyên bản. Đấy, và các anh chị nhìn cho em này. Đấy, từng lốp không bổn với bạn nhá. Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố nhà xuất thì con này ăn khoảng 8,8 lít cho 100 km đường hỗn hợp của đường ngoài đô thị. Con này các bác có thể thấy là ăn có hơn 7 lít xăng một tí thôi. Đấy, không quá nhiều đâu các anh chị ạ. Và đây các chị nhìn cho em này, chủ nhân cũ phải nói là đi rất là giữ gìn này. Chúng ta nhìn cái tin nhựa và đấy, từ cái dây đai an toàn vẫn còn ánh luôn, ống ánh luôn nhá. Đấy, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba. Đó, rất là ok luôn, đúng không ạ? Và phía dưới là chúng ta có đồ đạc kích thay thế này. Nguyên zin nguyên bản hết này. Đây các chị nhìn cho em. Đó, như này các bác thấy ok chưa? Đây, bên này nữa chúng ta cũng có cửa gió điều hòa này. Đấy, và các bác có thể chỉnh được tốc độ gió nhá, khay để cốc này. Đấy, rất là ok trần này. Đấy, đèn trần đây. Đấy, và tương nhiên mọi chức năng của xe vẫn còn hoạt động cách bình thường nhé. Và có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, quá tuyệt vời luôn. Và thực sự là một chiếc xe rất là phù hợp để chúng ta đi gia đình.
Vâng, bác nào mà muốn nhà hơi đông người một chút thì có lẽ là các bác tham khảo con này đi. Đấy, và một chiếc xe rộng rãi, cảm giác lái tốt, vâng, khả năng tăng tốc mạnh mẽ, và chúng ta có rất nhiều công nghệ và tính năng ở bên trong. Sơn zin bên ngoài thì thực sự cũng còn rất là ok nhé. Con này sơn zin nguyên bản cũng còn khá là nhiều được các bạn. Đấy, cái chúng ta gõ vào cảm giác nó mỏng tanh luôn. Đấy, nó không có những vết bả. Vậy thì như này thì các bác đã yên tâm chưa? Vậy thì chúng ta hãy cùng em tiếp tục mở cửa và đi vào cái nội thất bên trong của chiếc Sorento xem tình trạng nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng, ok không ạ? Vâng, chiếc Sorento thực sự mang đến cho chúng ta với một không gian nội thất bên trong rất là rộng rãi và thoải mái. Và xe được trang bị nội thất ghế da màu kem này các bác này. Đấy, còn rất là mới nhá, từ cái má ghế đây. Đấy, các bác thấy là ở giữa thì họ đục lỗ thông hơi này, ngồi vào cảm giác nó sẽ không bị bí. Được chưa? Xe được trang bị tới hai ghế trước đều có chỉnh điện các bác nhá. Đều có chỉnh ghế. Đấy, và riêng ghế lái thì chúng ta sẽ có nhớ hai vị trí ghế ở đây. Và tapi cánh cửa các anh chị thấy là họ sử dụng thêm những cái vân gỗ này, xử lý bóng vernis sơn mờ. Đấy, tạo điểm nhấn. Xe ngoài ra chúng ta còn có hai kính auto, gương chỉnh điện và có gập gương tự động nhá. Đấy, anh chị ta thì ngắm nhìn cho em này. Đấy, con này thì nó quá đẹp luôn. Và bao zin nguyên bản cho các anh chị từ con ốc. Và đây các chi tiết bản lề cửa các anh chị cũng có thể là quan sát giúp em nhé. Đấy, nó đẹp long lanh như này. Đấy, cái mang mua con này thì phải nói là còn thực sự rất là yên tâm này, từ cái con ốc bản lề, từ cái móc khóa này. Đấy, các bác thấy nó đẹp chưa? Đây ghế này. Đấy, từ cái tựa đầu nhá cho đến lưng ghế này, quá ok. Ngoài ra thì các bác phải thấy là xe này trang bị vô lăng 4 chấu này, tích hợp cả ga tự động cruise control và nghe thoại dành tay. Ở đây chúng ta có cân bằng từ chống trơn trượt nhá, các chi tiết cửa gió điều hòa này rất là đẹp. À, chúng ta có một cái màn hình hệ thống điều hòa của xe thì nó là hai vùng độc lập. Các bác có thể chỉnh nhiệt độ cho hàng ghế trước, hai hàng ghế trước theo hai mức nhiệt độ khác nhau. À, và em nổ máy thử nhá để các bác nghe thử này. Đấy. Vâng. Bám vặn mốt chuẩn nhá, được chưa? Đây các anh chúng ta có đầu đĩa DVD này, màn hình này, hệ thống điều hòa của xe hai vùng độc lập này. À, các chi tiết khu vực cần số thì đây, bọc ra, và chúng ta có cả chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu eco nhá. Đấy, chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu eco và cả mấy cảnh báo va chạm chỉ có thông minh này. Đó, chìa khóa thông minh, quá ok luôn. Và đây, gương chiếu hậu chống chói này. Đấy, và các bác còn có cái cửa sổ trời nhá. Đấy, bằng một nút bấm thôi thì chúng ta có thể là mở cái rèm ra để các anh chị ta có thể ngắm chọn bầu trời trong những cái chuyến đi của mình. Đó, và mọi chức năng của xe thì các bác có thể thấy là vẫn hoạt động cái chân chu bình thường, rất là ok luôn, máy nổ êm thiên thít luôn các bạn. Và chúng ta ngồi bên trong thì cảm giác không nghe tiếng động cơ đâu. Đó, rất là ok nhá. Và vậy thì bây giờ để tiếp tục giúp các anh chị ta đánh giá chất lượng xe thì em sẽ mời các bác chúng ta đi về cái hàng ghế thứ hai. Cái ghế của dòng xe này rất là hay là khi mà các anh chị chúng ta tắt máy nó sẽ tự động trượt xuống về phía sau, và khi nổ máy nó sẽ đẩy lên. Đấy, để chúng ta có cái tư thế bước ra bước vào nó thoải mái, nó không bị vướng vào cái vô lăng. À, một cái chi tiết rất là hay. Hàng ghế sau thì bác có thể thấy là còn rất là mới nhá. Đây quay cho chúng ta này, cái ghế này. Đấy, căng đét luôn này. Đấy, cái chi tiết ghế đây, và kể cả cái tựa lưng nhá các bác nhìn này. Đấy, đây các anh chị thấy là cái túi này người ta ít để đồ bên trong, nó không bị nhão, nhìn nó mất thẩm mỹ đúng không ạ, hai bên vậy đó. Đấy, và cửa sổ trời toàn cảnh này. Trên này chúng ta có đèn trần luôn nhá. Đấy các bác này, đèn này cho hàng ghế sau rất là ok. Và đây chúng ta cũng có cửa gió điều hòa này. Đó, cửa gió điều hòa bên bếp này nhá. Đấy, đây các bác nhìn xem này, cái vết đính tán này nguyên zin nguyên bản. Nói chung là con này thì vẫn bao check test thoải mái. Nếu mà các anh chị chúng ta còn cảm thấy lăn tăn về chất lượng thì chúng ta có thể là ra hãng luôn. Ở đây chúng ta có thêm một cái rèm cơ kéo lên để giúp che nắng và tăng độ riêng tư trong cho hàng ghế thứ hai. Đấy, và các bác nhìn xem xe nó chạy ít này, từ cái móc khóa của nó này nó vẫn sáng choang luôn. Đó, ok chưa ạ? Đấy, và tiếp tục chúng ta đi sang phía bên đây nhá, để các anh chúng ta có thể là kiểm tra giúp em này. Đấy, từng cái tapi cánh cửa một này, nguyên zin nguyên bản. Con này thì không bàn về chất luôn các bạn, mà không bàn về chất luôn. Đó, rất là ok, ghế này. Đấy, quá đẹp luôn. Vậy thì đây, tiếp tục mời các bác chúng ta tham khảo con này nhá. Quá ok về chất lượng luôn này. Đấy, tablo tapi này, túi khí thì bác có thể thấy là được bố trí ở khắp mọi nơi luôn nhá. Đấy, từ móc khóa đây. Đấy, từ nốc bản lề này. Đấy, và ghế phụ là chỉnh điện luôn nhá. Và thực sự là nội thất bên trong của xe này vẫn còn rất là mới. Vâng, rất là mới luôn các bác nhá. Vậy thì bây giờ để giúp các chị chúng ta đánh giá được cái tình trạng kỹ hơn thì em sẽ quay tiếp cho các bác cái phần khoang động cơ để xem tình trạng máy số nó ra sao. Vâng, vậy thì tiếp tục mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ của xe này. Con này thì cam kết với các bác là máy số zin nguyên bản hết này. Zin được rong dàn cò luôn, các chị nhìn cho em nhé. Đây cái keo dàn cò các bác nhìn này. Đấy, nguyên bản nhá. Và từng lốc các bác có thấy không một vết vặn, vẫn còn nguyên vạch sơn đánh dấu từ trong hãng ra. Đấy, như này các bác cảm thấy yên tâm chưa? Cái thứ hai nữa là các chị ta kiểm tra cái ốc cabo này, nó cũng không vết vặn luôn. Cái thứ hai tiếp theo các chị nhìn cái ụ giảm xóc này, những vết đính tán này nguyên zin nguyên bản hết này, từ cái lỗ tròn này
trên cabo này. Đó, đó là cái kinh nghiệm để các anh chúng ta đi mua để kiểm tra một chiếc xe đã qua sử dụng nhá. À, con này thì số ở phía dưới thì các bác thì hơi kín một chút, thì một chút nữa thì em sẽ quay cho các anh chúng ta cái phần gầm, thì các anh chúng ta sẽ đánh giá được tình trạng chất lượng chi tiết của xe này nó ok hơn. Nó rất đẹp này, từ tấm nỉ cái gầm các bác thấy này. Phải nói là một chiếc xe mà chủ nhân cũ người ta đi ít là một, cái thứ hai là đi rất là giữ gìn, và đăng kiểm của này thì còn dài đến tận 2026 nhá. Vâng, 2026 luôn các bạn. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Sorento 2018 số tự động, động cơ 2.4 đang có mặt tại showroom xe Đam Mê. Và mức giá bên em đang chào bán dành cho chiếc xe này chỉ còn con số là 560 triệu đồng thôi. Và ngang ngang cả con Vios số sàn, đúng không ạ? Vậy thì quý chị là ta yêu mến quan tâm tới chiếc Sorento gầm cao 7 chỗ đang có mặt tại showroom bên em nhé, thì xin mời các chúng ta trực tiếp nhấc máy và alo cho bác Phúc, tụi em đã hotline là 0935 32333 và 0969 28 999, hoặc là đến trực tiếp địa chỉ showroom xe Đam Mê ở 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để có thể lái thử và cảm nhận chất lượng chiếc xe này. Vậy thì một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi báo giá giới thiệu xe ngày hôm nay. Và bác nào thực sự quan tâm thì xin mời các anh chúng ta hãy nán lại để kiểm tra nốt phần gầm của chiếc Sorento để có thể đánh giá toàn diện chất lượng chiếc xe này một cách kỹ lưỡng nhất. Xin mãi lộc phát các bạn ạ. Cái biển quá đẹp và xe đẹp nữa thì quá tuyệt vời, giữ cái biển này đi làm công chứng các bạn ạ. Hải Phòng quá tuyệt vời luôn. Để thêm cái giá trị chất lượng chiếc xe, để đảm bảo cái giá trị của xe Đam Mê, thì chúng tôi luôn luôn quay thêm phần gầm cho các bác này. Để các bác yên tâm là xe của bên xe Đam Mê bán là những chiếc xe tuyển chọn chất lượng. Chẳng hạn như máy số nguyên zin nguyên bản mà còn đẹp xuất sắc này, trắng phau này, thì chúng ta không sợ bị vùng nước muối này, không sợ bị bổ máy này, không sợ bị ngập nước này. Ngập nước là phải bỏ máy các bác nhé. Máy này giòn kẹp đỏ chát từ con ốc. Đây, quay cho các bác xem nhé, kỹ cỗ máy nhé. Nó là trái tim linh hồn của chiếc xe thì phải quay kỹ cho các bác này. Đó, đây từ chân ốc máy này chọn hết này. Máy này, máy nhá. Các bác thấy không? Đây các tè này cũng zin luôn nhé. Đó, đây là từ trên sâu đến kia cả. Các bác theo cầu trước nhé, cầu kéo nhé, zin từng cái tem này, càng a zin này, đấy, càng máy zin này, không sợ bị chạm gầm đâm xô này. Đó, đầu ra xi này, đây đầu ra xi đây, ra xi này, đấy, và tháo cái phụ gầm ra thì mới quay chi tiết như này nhé. Đầu ra xi này, đầu răng này, răng này không có gò lắn cong vênh, không bị sợ bị va chạm các bác này. Đó, đầu ra xi này. Đó, tất cả chi tiết này là chuẩn nhé. Bác nào mà chưa hiểu về dòng xe thì đưa cho thợ xem đúng là xe Đam Mê làm như này có chuẩn không. Đấy, gầm này gần như không vết chạm này nhé. Những cái nhựa bảo vệ gầm của nguyên zin nguyên bản, không có chầy xước gãy vỡ. Đây này các bạn này. Đấy, bô sáng choang này. Đây, những cái tấm cách nhiệt cách âm này còn nguyên bản nhé. Tôn sắt thép xanh nẹt như mới luôn, không sợ bị vùng nước muối han mục mọt nhé. Hộp sàn này, này các bác thấy không, chuẩn chưa? Đó, chuẩn nhá. Đấy, đi về sau này hệ thống càng này, a này, hệ thống treo này nguyên zin nguyên bản, thậm chí từ cái vạch sơn của nhà máy còn nguyên bản hết này. Tôn sắt thép xanh nẹt luôn, quá đẹp đúng không ạ? Lốp dự phòng treo dưới còn rất mới này. Đấy, và đầu sắt xi bên dưới những cái ô tôn cạnh này không sợ va chạm từ bên cạnh nhá, tròn men nhá. Đấy, và đi bắt nguồn vào cái đầu sắt xi này, đầu sắt xi này và răng sau này. Đấy, chuẩn nhá. Đây răng sau này, những cái xốp kia nó còn nguyên bản này các bác này, cô lốp này, keo này, keo zin nhá. Đây những cái ô tôn sau này chuẩn hết nhá. Đấy, những con xe nó như thế, bô này xanh đẹp trắng phau luôn các bác ạ, quá đẹp. Con xe phải nói là chất lượng. Đấy, kiếm những con xe như này thì không có nhiều, khẳng định với các bác không có nhiều nhé. Đây quay ngược lại cho các bác xem cỗ máy từ đằng sau này. Ui xa, như máy mới luôn các bác ạ, như cỗ máy mới luôn. Đó, như vậy đã đủ đảm bảo an toàn cho các bác chưa ạ? Và quá chuẩn đúng không ạ? Vâng, thank you tất cả mọi người, các bác hãy yên tâm để sở hữu những sản phẩm xe Đam Mê ạ.